xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Vàng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong sáng ngày hôm nay. Thì nghe đâu bên Fan FC đang tụ họp các bô lão, các anh hùng bàn phím, các giang hồ mõm lên để gọi như là tụ họp lại nhau, cộng với lại mấy anh YouTuber đầu tôm, không đầu to nhưng óc như quả nho, đang chuẩn bị tập hợp lực lượng để công kích bên quản lý ekip của cô ca sĩ Phi Nhung. Và đặc biệt rằng là họ đang tổ chức và có cái ý định muốn kiện quản lý của cô ca sĩ, kiện về rất là nhiều tội nha mọi người. Thì cho Lực Tàng hỏi fan của cô ca sĩ rằng là theo mọi người, thì những ai biết luật đó, thì mọi người nghĩ là cái vụ kiện này nó sẽ đi về đâu, đúng không mọi người? Trong khi thì bên họ là hoàn toàn sai hết. Và Lực Tàng nói cho tất cả mọi người biết một lần nữa, hai bên đã đồng thuận, đúng không ạ? Tiền cát xê cũng đã bàn giao, tiền thưởng cũng đã bàn giao, đúng không? Trang fanpage, trang YouTube, anh họ Hồ, tự cao không lấy, tôi không lấy, tự động giao lại cho công ty cố ca sĩ Phi Nhung. Đó, như vậy thì không biết rằng là họ sẽ kiện, quản lý là kiện cái gì? Họ nói rằng là kiện về cái vấn đề gọi như là cái gì? Lạm dụng trẻ em, mọi người thấy không? Rồi thứ hai là tội trốn thuế, đó. Thứ ba là tội chiếm đoạt tài sản, đó, mọi người thấy không? Ba cái tội này thì tôi không biết được là họ lấy ở đâu ra cái thông tin để mà họ nói, mà họ kiện, đúng không mọi người? Ở đây là giống như thể là kín đi kiện, cóc đi kiện trời ấy mọi người, y chang như cái mà chuyện cổ tích mà cóc đi kiện trời ấy, đúng không cả nhà? Tôi nói cho mấy người biết nè, đừng có mơ mộng hão huyền, đừng có ảo tưởng sức mạnh của mình. Mấy anh mấy chị cũng chỉ là cái loại mỏm thôi, không lên ngồi để nó phép nó láo kiếm tiền thôi, chứ bản lãnh đâu, không đầu óc đâu, cái sự thông minh sáng suốt ở đâu ra mà đi hù người ta như vậy hả? Mấy người chỉ có là giang hồ mỏm lên trên mạng kiếm tiền thôi, nó phép nó láo lấy tiền thôi nha. Còn bên quản lý người ta đã thành lập một cái công ty va chạm rất là nhiều rồi, đúng không? Người ta biết cách để người ta xử lý. Mà đặc biệt ở đây là một công ty quản lý cho một ngôi sao hạng A, đó là cô ca sĩ Phi Nhung. Tôi nói cho mấy người biết là như vậy. Mấy người nghĩ mấy người là ai hả? Mà mấy người là muốn dạy như là tập hợp lực lượng. Lực lượng của mấy người đông không? Được bao nhiêu hả? Để Lực Tàng đọc cái bài kiện của nó cho mọi người, để mọi người coi mọi người có mắc cười không nè. Nếu ai định kiện công ty quản lý thì nhớ ghi tên tiếng Việt là công ty trách nhiệm hữu hạn trang sao. M-Star chỉ là tên giao dịch thôi. Nhớ gửi công an thành phố Hồ Chí Minh, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, sở văn hóa thông tin và truyền thông nha. Theo mình có thể kiện các tội như sau. Một, lạm dụng trẻ em. Chúng lôi Hồ Văn Cường đi hát làm việc tại quán từ năm con 13 tuổi, không có bất kỳ hợp đồng giấy tờ gì với người giám hộ hợp pháp của con. 2. Trốn thuế hoặc tội chiếm đoạt tài sản. Tất cả các show diễn của Hồ Văn Cường và Phi Nhung có được kê khai báo cáo thuế, báo cáo tài chính của công ty không? Nếu có thì tại sao không trả cát xê cho Hồ Văn Cường? Đó là tội chiếm đoạt tài sản. Còn nếu không thì tội trốn thuế. Có bằng chứng danh sách các show diễn, công an cần xác minh với địa chỉ tổ chức sự kiện là ra ngay số tiền họ phải trả cho show diễn của con. 3. Tội chiếm đoạt tài sản. Các trang YouTube, fanpage và tài sản cá nhân của anh họ Hồ mang tên và hình ảnh của anh họ Hồ. Công an xác minh YouTube và Facebook. Nếu số tiền thu được từ hai kênh này lớn thì riêng tội này đã hình sự hóa được rồi. Tóm lại 3 tội trên là rõ nhất và đều có thể hình sự hóa được. Mọi người thấy ghê không? Dưới đó nó còn đưa một số cái địa chỉ, một số cái danh sách này nọ, để nó đang câu kết để nó kiện quản lý của cô ca sĩ. Mấy con cóc tụi em không làm thì làm luôn đi, đừng có mõm. Nói chi cho mấy cái thằng YouTube bẩn lên mà nói vậy. Nó nói nó làm được gì ai? Đụng đến công an cái thì té đái rồi quần bày đặt
kiện với trả cáo, đầu óc của mấy người không biết là ghi được một cái dòng sớ để đi kiện người ta hay chưa, ghi trong cái văn bản để gửi để gửi đơn kiện lên không biết là ghi được chưa, đứng đó mà lên là nói như đúng rồi. Còn cái fan FC tôi nói như thế này, nếu như tụ họp được á thì kiện sớm đi, chứ bên quản lý là người ta kiện rồi á, mấy em bị tóm rồi đó. Bây giờ mấy mấy người á chưa biết được là gọi như là cái gì chưa gặp cái gì đó là chưa đổ lệ đó. Từ từ là mấy người sẽ thấy, mấy người trốn rồi, mấy con trốn rồi. Rồi tôi hỏi mấy người như thế này, kêu gọi từ thiện đến đâu rồi, kêu gọi quyên góp cho anh họ Hồ đến đâu rồi, xây được cái chuồng xí cho anh họ Hồ chưa hả? Mà lực tàng cũng thông báo bên đó nè, những ai mà đã nộp tiền vô trong cái buổi quyên góp của tụi nó thì bảo nó thông báo lên đi nha, lỡ rồi thì bảo nó thông báo lên đi, chứ không có là nó đục mắt á, nó ổn mắt á, không có kênh như lực tàng đây mà lên mà nói cho tất cả mọi người mà chặn ngay cái hành vi kêu gọi để đi giúp đỡ một gọi như là một thần tượng, một tài năng âm nhạc nhí, một Việt Nam Idol Kid, tiền tỷ trong tay đi kêu gọi để xây nhà thì mấy người cũng mất hơi bị nhiều tiền, nói thật. Nhưng mà không sao, bây giờ ai mà lỡ trao cho cái con mà ghi cái dòng sớ đó rồi á thì có thể thông báo với lực tàng, lực tàng đòi lại cho, đảm bảo đòi không thiếu một xu, tống cổ tụi nó vào tù về cái tội gọi như là lợi dụng chiếm đoạt tài sản nha mọi người. Lợi dụng vào cái câu chuyện để kêu gọi chiếm đoạt tài sản, mấy người lo mà sao kê đi nha, tôi nói cho mấy người biết nha, kêu gọi được rồi thì sao kê lên không đó. Còn cái chuyện mà kiện quản lý này nè, tôi nói á, quản lý chưa kiện mới nói là thôi, chứ bên đó làm sao kiện được quản lý hả, đúng không? Mấy người đang vu khống bôi nhọ môi móc người quá cố lên chửi nè, tôi hỏi mấy người, mấy người nói người ta chiếm đoạt tài sản, mấy người lấy gì ra mà nói người ta chiếm đoạt tài sản hả? Mấy người nói trang YouTube với trang Facebook kiếm được nhiều tiền hay này nọ, tôi đã cá độ với mấy người trong hai clip trước. Tôi nói là trang Facebook không kiếm được một đồng, trang YouTube chưa quá một tỷ, trong khi quản lý cũng đã trả lại hết cho bên phía Hồ Văn Cường rồi, mà mấy người không dám cá độ với tôi, mà mấy người bây giờ muốn kiện. Tôi nói là mõm hết với nhau thôi, y chang như như một cái người mà đứng đầu mà đang live stream trên mạng xã hội, mấy người quên cái thói đó rồi. Tôi còn nghe đâu có một cái câu nói mà bất hảo như thế này nữa nè, chúng tôi nói là Hồ Văn Cường là vô ơn này nọ, thì có một người lên nói rằng là vô ơn cái mã mẹ tụi bay, đúng không? Thế thì tôi nói cái nhóm bên đó như thế này, mấy người nói rằng là ăn chặn của ông Hồ Văn Cường, bên quản lý ekip cũng như ca sĩ Phi Nhung ăn chặn Hồ Văn Cường. Thế thì tôi nói như thế này, ăn chặn cái mã mẹ tụi bay hả? Đúng không? Mấy người nói được chúng tôi nói được, đúng không? Mấy người lấy bằng chứng ở đâu ra nói người ta ăn chặn? Mấy người lấy bằng chứng ở đâu ra nói người ta bạo hành hả? Thế mấy người nói được chúng tôi nói được, mấy người có tức không? Chỉ miệng của mấy người phát ra tiếng được thì miệng chúng tôi cũng phát ra tiếng được vậy. Chửi người ta được người ta chửi lại, tức cay cú đồ này nọ hả, hay như thế nào? Quản lý người ta người thật việc thật, người ta làm rõ ràng mọi ngọn ngành gốc gác. Còn cái anh họ Hồ rõ ràng đã có cái dấu hiệu sai phạm, sai phạm về mặt đạo đức nghiêm trọng, khi là mẹ ở với mẹ mà đòi tiền mẹ, đòi không được là nhờ người khác đòi, cố tình là hãm hại gia đình mình, nói xấu đủ điều, đi bêu rếu với người khác, nhờ người khác lên để triệt hạ mẹ nuôi của mình. Đó, mấy người chỉ nghĩ có mấy nhiêu đó thôi là mấy người biết được rằng là có phải là nghịch tử ở trong nhà chưa. Đấy, mà tôi nói này, mấy người im lặng thì cuộc đời Cường nó sẽ có một tí tư sáng nào đó thôi nha, một tia hy vọng thôi nha. Còn mấy người càng nói thì càng đẩy nó xuống vực thẳm, không sai đâu. Chúng tôi đang giữ kín mà chúng tôi cũng chưa muốn nói nhiều về anh họ Hồ, tại vì nó biết sai thì nó phải xin lỗi, đúng không? Không ai đánh kẻ quay lại cả, mà người ta chỉ đánh kẻ chạy đi thôi nha.
người quay lại người ta sẽ tha thứ. Nhưng ở đây mấy người đang đứng lên để làm một cái câu chuyện gọi như là đôn thúc cái câu chuyện này càng ngày nó càng nặng lên, càng cao trào lên, thì người thiệt hại chính là thần tượng của mấy người thôi. Đó. Đừng có trách tại vì sao chúng tôi vô tình, đừng có trách tại vì sao chúng tôi ác ôn đến mức độ như vậy. Không, chúng tôi ác ôn để chúng tôi lấy lại những cái gì trong sạch nhất cho xã hội. Chúng tôi ác với những cái nhóm người ác, được chưa? Không phải là tâm chúng tôi ác mà chúng tôi đi xử lý những người hiền từ này nọ. Đối với những người ác là phải ác hơn những người ác, không? Để mới dìm được những người ác. Tôi nói cho mấy người biết như vậy. Mấy người đang thuộc trong cái danh sách ác thì chúng tôi còn phải ác hơn mấy người để chúng tôi xử lý lại mấy người. Đấy. Chúng tôi đang còn giữ một cái gì đó cho cái thần tượng của mấy người. Nhưng đừng ép, tôi nói thật, đừng ép quản lý, đừng ép những người mà người ta hiểu rõ câu chuyện. Nếu ép quá thì con giun xéo mãi cũng quằn thôi. Đến khi người ta quằn lên đó, là mấy người chống là không nổi đâu. Tôi nói cho mấy người biết như vậy. Không? Thương yêu nó thật sự thì đừng làm những hành động giả dối. Không? Tôi cũng đáp trả lại bên đó là vô liêm sỉ. Nha? Tôi nói mấy người như vậy. Hiểu rõ câu chuyện một tí đi. Đây, bây giờ lo cho anh họ Hồ nhà mấy người ấy cả. Lo cho tương lai của anh ấy đi. Không có chị Phi Nhung, không có quản lý ekip, không có người hỗ trợ. Đi học trường đại học, tôi nghe đâu với số tiền 70 triệu một tháng, là một năm thì phải, đúng không? Trong vòng 4 năm như vậy, 70 triệu là, nói tất cả mọi người là 4 năm là hết 280 triệu, còn chưa tính chi phí này nọ, quần áo giày dép các thứ. Đó, những cái vấn đề đó là chị Phi Nhung lo rồi. Cái tiền mà miễn học phí nó chỉ miễn được trong vòng 1 năm, tại vì anh họ Hồ là thần tượng âm nhạc nhí Việt Nam Idol Kids, người ta gọi như là thư thảo cho miễn học phí trong vòng 1 năm. Còn nếu như học ngu á, không được học bổng á, thì mấy năm sau phải đóng tiền nha, không ai miễn phí cho cả 4 năm đâu. Tôi nghe đâu 4 năm mà mỗi năm 70 triệu. Đấy, lấy được bấy nhiêu tiền đó rồi về rồi có đủ để mà nuôi anh họ Hồ học hay không, rồi không ăn à? Hả? Không ăn à? Thì bây giờ thoát ra được cái nhà có ca sĩ Phi Nhung rồi đó, thì bắt đầu là cha mẹ Hồ Văn Cường mới chi tiêu cho anh họ Hồ để biết được xem là nó nhiều hay nó ít nhá. Tôi nói cho mấy người biết, lo cho một thằng nhỏ ăn học đại học trường cấp cao ở Việt Nam, trường đại học quốc tế đàng hoàng, tốn lắm. Tôi nói mấy người biết như vậy, không phải ít đâu. Nếu như mà không làm mà cứ trông chờ vào bấy nhiêu đó, có tiền núi cũng hết nhá. Mấy người lo đi, lo cho thần tượng của mấy người ở chỗ đó đi. Chứ còn mà đi kiện á, tôi nói mấy người bỏ ngay cái ý định đó đi. Tôi nói thật, không đến đâu đâu, cóc kiện trời. Người ta đang kiện mấy người á, mấy người lo đi. Những cái người nào mà đang viết những cái dòng sớ như thế này nè, đang chửi bới, lăng mạ, nhục mạ, không? Tôi biết là mấy người ở bên nước ngoài cũng có, không? Xúi dục về Việt Nam mang cái chất phản động. Tôi nói thật luôn, chống đối, đi theo một thành phần bất hảo đang nổi đình nổi đám trên mạng xã hội, chưa biết được đúng hay sai, nhưng có cái đồ châm chọc vào những câu chuyện nóng để đẩy câu chuyện lên cao trào, để nhằm làm xấu đi hình ảnh của pháp luật Việt Nam. Tôi nói cho mấy người biết, tôi thừa hiểu cái âm mưu của mấy người ra, đó là người ta gọi là ba que, người ta gọi là phản động đấy, hiểu không? Lôi cổ mấy người ra hết bây giờ đó mà. Còn đấy, anh mấy chị ở Việt Nam khôn hồn đó, thì sống làm sao cho nó đúng cách đúng kiểu. Nếu như mình có lòng thương thật sự đối với anh họ Hồ thì phải trước tiên là phải tôn trọng người quá cố, phải biết được đâu là đúng đâu là sai, đâu là người sinh dưỡng cho mình, đâu là người nuôi dưỡng mình, không? Công ơn to lớn của họ mình phải ghi công, khắc cốt ghi tâm nha. Đừng có phủi ơn rồi bắt đầu là đi bênh vực một cái thằng phản chủ, một thằng nghịch tử. Nói mấy người biết như vậy, làm trái mặt đạo đức đạo lý như vậy thì mấy người tốt ở đâu? Có khác gì mấy người đang tung hô những hành động xấu của một lớp trẻ, của một thế hệ trong tương lai hay không? Suy nghĩ đến chính lại một tí đi, sâu xa hơn một tí nữa. Tôi nói những người mà đang mê muội ngu ngục, không, nhẹ dạ cả tin đi theo những cái nhóm thành phần bên trang FC, và đặc biệt là những thành phần YouTube bẩn, không? Tôi nói thật, một mình tôi cũng đấu được với lại nhóm mình đó luôn á, chứ tôi cũng chả cần phải sợ đâu. Đừng có nghĩ rằng là nói chúng tôi là này kia, chúng tôi đang còn rất là nhiều khán giả yêu mến,
Tại vì chúng tôi làm theo đúng cái đường lối và đi theo chính nghĩa nha, không đi theo tà đạo âm binh như bên mấy người đâu. Cho nên chúng tôi được rất là nhiều người ủng hộ. Mấy người có kêu gọi tẩy chay kiểu gì thì bên fan của cô ca sĩ vẫn ủng hộ chúng tôi. Tại vì tất cả các khán giả họ đều có một cái suy nghĩ đúng đắn, họ sẽ biết được câu chuyện mình đang làm là đúng hay sai. Thôi, nếu như bên mấy người sai, mấy người có kêu gọi kiểu gì thì kêu gọi, không ai ủng hộ mấy người đâu. Nói còn bên làm đúng, không cần kêu gọi, họ cũng ủng hộ chúng tôi. À, nhìn những cái nút like, những cái nút đăng ký của chúng tôi, những cái lượt view của chúng tôi là biết được rằng à, là đâu là đúng, đâu là sai rồi. Mấy người hãy nhìn lại đi, hãy tự nhục nhã với cái bản thân mình đi. Cũng làm truyền thông với nhau, mà tại sao cứ chọn những con đường ác nhân thất đức để làm? Những cái chuyện đúng đắn thì tại sao không làm? Hả? Nếu mà làm chuyện đúng đắn thì được nhiều người ủng hộ thôi, đúng không? Mấy người làm sai, mấy người làm xấu xã hội, ai ủng hộ mấy người? Không, mấy người chưa giỏi hơn khán giả. Tôi ở đây cũng chưa giỏi hơn khán giả đâu, tôi nói thật. Khán giả còn con mắt rất tin tưởng. Họ nên theo dõi kênh nào và họ nên loại trừ, bài trừ đi kênh nào nha. Còn mấy người đừng có lên kêu gọi, mấy người đừng có lên nói rằng là đừng vô báo cáo hay là vô đánh sập kênh thằng này thằng nọ. Người tốt lúc nào cũng chiến thắng cái kẻ xấu. Ta không bao giờ thắng được tránh, tôi nói cho mấy người biết như vậy. Còn cuộc chiến này mấy người còn lên thì chúng tôi còn bừng ra, và thần tượng của mấy người còn mệt nữa, tôi nói cho mấy người biết như vậy. Chưa nói đến quản lý nữa nha, tôi chưa nói đến những người quản lý, người ta còn không thèm đá độc, mà chỉ có mình chúng tôi thôi. Tại vì chúng tôi nói là có sách mách, có chứng, có bằng, có chứng đồng hoàng, và sự thật nó đã rõ ràng đến 10-10 rồi, đúng không? Còn mấy người đang muốn đổi trắng thành đen thì làm sao thắng được chúng tôi? Tôi nói thật, mấy người hãy tu tâm tích đức, bây giờ ăn năn sám hối, niệm A Di Đà Phật, mong cho linh hồn chị ấy được siêu thoát để chị ấy còn tha thứ cho những cái lỗi lầm của mình. Đó, tôi dặn như vậy thôi, được chưa? Thì sáng hôm nay Lực Tàng cung cấp những thông tin như vậy. Trong ngày có những thông tin gì mới, Lực Tàng lại tiếp tục cập nhật để gửi tới tất cả mọi người. Mọi người xem nhớ ủng hộ Lực Tàng bằng cách nhấn like, ấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất nha. Chúng ta cùng đồng lòng và đẩy lùi cái bọn tà đạo âm binh để chúng ta giành lại chiến thắng nha mọi người. Đấy là cái sự trong sạch cho xã hội. Lực Tàng cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.